Chào ngày mới. Chúc quý vị và các bạn ngày mới tìm thấy được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin thưa tới quý vị và các bạn, cái đường này là đường Mỹ Phước Tân Vạn. Địa bàn khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đi theo cái hướng này, đi theo cái hướng xe đang đi đấy, là cứ đi, nếu mà cứ đi thẳng là tới cổng khu công nghiệp Bào Bàng, rồi đi Bình Phước, Tây Ninh các thứ đó. Còn đi cái hướng ngược lại thì đi lên Sài Gòn. Còn đây là một cái khu Y, và đường này là đường KI3. Đường này là đường KI3. Đường KI3 từ đường Mỹ Phước Tân Vạn vào. Khu này cũng là khu Y, nhưng khu này rất chi là bé. Đấy. Bên đây là cũng là khu Y. Đấy. Qua cái bên kia nhá, cái mương nước thải này, đấy, ngăn cách bởi cái mương nước thải. Thế nhưng bên kia cũng là khu Y, bên đây cũng là khu Y. Đấy, bên đây cái mương nước thải cũng là khu Y. Cái bên đây thì nó bé hơn, bên này thì nó không rộng lớn như bên kia. Bên đây thì nhà dân là sát với công ty, thế còn bên đây thì lại phải vào cái đường DE4 ấy, thì nhà dân với sát với công ty, tức là một bên là nhà dân, một bên là công ty. Còn bên cái khu bên đây này, cái khu bên đây là rất gần với lại công ty, thuận tiện đi làm nha, rất chi là thuận tiện. Ở đây gần đến công ty, nó có nhiều công ty lắm, mình cũng không làm công ty mình không biết, nhưng mà ở đây có cái công ty cao su. Khu này nó bé, không đường này là đường KI3, đường cứ đi thẳng đây là vào công ty đấy, và đi thẳng đây là lên cái hồ, lên hồ nước. Hồ nước khu công nghiệp. Cái rừng này là rừng tràm. Có thế. Đấy, cái khu này vỏn vẹn khu này, nếu mà thế nào, độ khoảng tầm được 50 cái nóc nhà là hết. Khu này bé lắm. Chắc nếu mà xây hết đất lên thì chắc khoảng tầm 100. Thế rồi. Cái kia là công ty gì kìa. Đấy. Đấy, cái bảo tường cuối là của công ty gì đấy. Đấy. Nhà dân chỉ có thế này thôi. Hồi đã chia sẻ tới quý vị và các bạn một cái khu mini thuộc khu Y. Khu này gọi khu mini, khu bé, bé lắm. Còn sang bên đây cái con mương nước thải này. Đấy, thì cái góc này nó là đồi cây. Thế còn vào đây. Đấy. Vào cái khu bên đây là khu Y lớn.
Thế xong rồi lại qua đường Mỹ Phước Tân Vạn thì cũng sang khu Y, nhưng mà khu Y bên đấy lại là Y bé, thì nó rộng lắm đấy. Nên là khu Y là có ba khu đấy. Bên kia đường Mỹ Phước Tân Vạn, bên đây đường Mỹ Phước Tân Vạn, và bên đây cái con mương nước thải này, khu Y đấy. Khu Y là có ba khu. Khu này hôm nay mình mới quay, mới giới thiệu tới mọi người. Khu này hôm nay mới... Thôi thế dừng video ở đây để tiếp tục cuộc hành trình marathon. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Merci beaucoup.